À, bán cái giá nó cũng khá là tốt. Bình thường ấy, một cái set ngày xưa bán là 100 đồng một set luôn. 100 đồng một set. Dễ sợ lắm. Đây. Bởi vì tại sao mà người ta nói là mấy tháng nay á, tự dưng nó đứt hàng, nó không có hàng. Nhưng mà bây giờ thì nó lại có hàng lại, bởi vì nó ra cái phiên bản mới nhá cả nhà nhá. Ở trong này á thì nó gồm, nó tặng thêm cho mình được á, bốn cái set để mình đắp mặt nạ ở mắt nhá cả nhà nhá. Đó, mặt nạ ở mắt. Cái này là cái vùng mà người ta gọi nó là kem bàn là rồi, thì nó là chống nhăn, ngay cả nhăn nhăn mà nhăn sâu á nha, mình cũng xài được luôn. Chị Hà ơi, ăn thạch đông trùng hạ thảo ngon quá chị ạ. Chung lại đấy, thấy không, khách của Hà nói thật đấy, những cái đấy thì ơi, những cái đấy nha mọi người, nghĩ đi, cái mà thạch đông trùng hạ thảo Hà bán á, cái đấy nó toàn là nội địa của Hà thôi. Nếu mà nói tới á, mà những cái chị em mình người Việt mà mình cứ nói là, mình cứ thấy người ta bán đầy ào lên như vậy á, nó là chẳng qua là tại vì nó là một cái hiệu ứng người ta bán hàng và một cái hiệu ứng nó quảng cáo thôi. Nhưng mà nếu nói tới người Hàn á, mà người ta muốn ăn cái đó là người ta chỉ nghĩ tới những cái thương hiệu của người ta, chứ người ta không có nghĩ cái thương hiệu mà người Việt mà người ta bán nhiều ở trên này đâu, không có đâu. Cái đấy là Hà nói thật. Cái này là Hà tiếp xúc trực tiếp với người Hàn mà rất là thân thiện với lại người Hàn. Bởi vì cái tính của mình như vậy nên đâm ra mọi người biết rồi đấy, theo với cái tính của Hà thì mọi người biết rồi đấy. Khi mà tiếp xúc với ai rồi đấy thì cũng rất là dễ mà gây cái thiện cảm cho người ta, và người ta giống như là người ta rất là thương mến mình á, thật sự luôn á. Đấy, thấy chưa? Đấy. Có cái gì mà hơn được cái mà một cái feedback mà của khách mà nói như vậy không? Thật sự ăn được nhiều có được không? Chị không biết luôn đấy. Cái đấy là chị không biết, chị không biết. Chị không biết là có ăn được nhiều hay không, nhưng mà mình nên ăn ví dụ một ngày 2 cây thôi, chứ ăn nhiều quá là ăn gì mà ăn nhiều hết. Mình được 4 cái này nha cả nhà nha, 4 cái cặp mặt nạ mắt dưỡng mắt nha. Và cái này á thì nó là cái tiếp kem của nó nha cả nhà nha, cái phiên bản này của nó đó thì mọi người biết không, tự dưng nó thay đổi cái phiên bản của nó. Hồi trước thì mọi người biết cái đầu của nó nhọn xuống như thế này, và mọi người chỉ lấy nó ra và mọi người bôi lên, nhưng cái này mọi người bóp nó lên và mọi người massage luôn, không đụng tới tay mình nha cả nhà nha. Khi mình bóp nó ra như vậy là mình cứ vậy là mình massage nó lên luôn nhá cả nhà nha. Đó. Cái này là kem, người ta gọi nó là kem bàn là nha cả nhà nha. Vừa thơm con chị Hà, em đang nghiền á. Trời ơi, thật sự Hà nói thật với mọi người luôn là nói thật luôn, đó là Hà toàn là nói chung là được với người Hàn đó, thật sự đó là người ta rất là thương mến mình, có cái gì ngon bộ người ta giới thiệu hết cho mình rồi. Cho nên đơn giản là mình cứ như vậy, là mình cứ thế mà sử dụng. Tại sao mà người ta bán hàng nghệ đó 365 rất là nhiều, nhưng mà tại sao bây giờ Hà tự dưng cái Hà lại nói chung lại là Hà bán cái đó qua một đợt đấy, Hà không bán nữa mà Hà quay qua Hà bán cái nghệ nội địa của Hàn Quốc. Ngày trước cái nghệ nội địa nano của Hà đó, người ta bán đó, người ta cũng làm một cái vỉ nhỏ như vậy thôi, nhưng mà sau này người Hà đó, người ta nói là làm ấy, một cái bịch của nó đó, tới 10 ml luôn, một lần một như vậy thôi, mình làm như vậy, uống như vậy là nó đủ với lại đủ với lại một cái cơ thể của mình được trong một ngày như vậy, là được vừa được như vậy luôn, mà uống như vậy là nó hiệu quả hơn. Còn những cái tuýp nhỏ như vậy nó chỉ có 3 gram như vậy á, thì mọi người phải ít nhất mọi người phải uống 2 uống 3 đi thì nó mới hiệu quả, nó mới nhiều đến được. Còn cái của Hà một ngày chỉ có một gói như vậy mà uống nhanh và nó hiệu quả như vậy nha cả nhà nha. Đó, cái này á, nếu mà gọi nó thì đúng là kem chống nhăn, nhưng mà phải gọi nó là kem bàn là. Một cái set này á thì Hà bán với giá là 85 oi nha cả nhà nha, 85 oi. Hà nhìn đâu đó không biết người ta bán tới gần 100 đồng đó cả nhà. Ngày trước cái Hà nhớ Hà bán là 100 đồng nha cả nhà nha. Ngày trước Hà bán nó là 100 đồng một set nha cả nhà nha. Nhưng bây giờ thật sự mà nói cái set này chỉ còn với giá 85 đồng thôi nhớ cả nhà nha. 85 đồng. Cái này nè, cái mặt nạ mắt này nè, không bán, Hà không thấy bán rời bên ngoài nha cả nhà nha. Chỉ thấy đi vào trong cái set này thì mới có cái mặt nạ mắt của nó thôi. Còn lại là không có nha cả nhà nha. Không có bán rời bên ngoài đâu. Hà chưa nhìn thấy ai mời. Hà cũng, công ty cũng vậy. Không ai mời, không ai nói gì. 85 đồng một set. Người ta vẫn bán là 90 mấy cho đến gần 100 đồng một set nha. Hà có giá tốt là Hà cứ để cho mọi người giá tốt. Hà chỉ được dành dịch thì chắc cũng được mấy set thôi cả nhà ơi. Đấy, mọi người thích thì mọi người lấy, bởi vì nó cái tip của nó bây giờ nó làm như vậy ấy, cho nên đâm ra là rất là tiện, mình không có cần dùng tới tay luôn, mình cứ bóp nó ra một tí xíu xong bắt đầu cứ thế là mình đưa nó lên mình massage nó luôn nhé cả nhà nhá. Em một thạch đông trùng nha chị, nghe khách khen rồi đó.
cho em một set kem bọng mắt. Cái này á nha, Hà nói thật luôn, kem bàn là nha, chị bọng mắt, chị thâm quầng mắt luôn. Hà có chị khách á, bên Đức á, thâm quầng mắt mà tới lúc mà nói thật đấy, lúc mà gọi cho Hà nói chuyện nha, mà Hà thấy cái mắt đen quá, Hà nói trời ơi em ơi sao em để cái mắt em nó thâm đen đến như vậy. Vậy xài cái này cho chị, xài vô một cái trời ơi, gọi điện đến chị Hà cứ chút này, trời ơi chị Hà ơi, tại sao mà cái này nó tốt như thế này mà tại sao bây giờ mới giới thiệu cho em. Hồng Vũ này, em một thạch công trùng hạ thảo đấy. À, Mai Nguyên này, em là một set kem mắt nhá. Mọi người xem nhiều ấy là mọi người biết rồi, cái này là người ta bán giá bao nhiêu và Hà bán bao nhiêu thì mọi người biết rồi đấy, thật sự mà. Cái này là không có cần phải quảng cáo nhiều nữa, mình cứ có giá tốt mình cứ chia sẻ hết, kệ nó, mình biết sống, mình biết chia sẻ được, không ăn một mình hết được đâu, ăn nhiều quá nó mắc nghẹn lên này, nó trong ngược trở ra cũng vậy à, cho nên là thôi kệ nó đi, đúng không? Kem thỏi thơm mắt hay đó Hà, đấy đúng rồi đấy chị, thật sự đó. Đó, khách cứ khen như vậy là ok hết, đó là một cái động lực nói thật luôn đấy, còn hơn cả uống sâm luôn đó. Còn hơn cả uống sâm luôn, cứ khách và cứ khen vậy là chị ghi rồi nha Thi nha, chị ghi cho em rồi đây, rồi Hà xuống nha. À, Thi ơi, em một kem bàn là hả? Không có lại quên em nữa là chết á, là bị mắng á. Cái này là hu đỏ là bàn là nha cả nhà nha. Lúc mà Hà đăng lên, Hà chưa có bài, Hà chưa có giá, Hà chưa có hàng nên Hà chưa làm giá được. Rồi khi mà Hà về cái, Hà nhận được cái hàng một cái Hà làm giá lên, thật sự là Hà rất mừng là cái giá, lấy được cái giá tốt và để cho mọi người với cái giá 85 đồng. Ngày trước cứ là 100 đồng, mình nghĩ nếu mà rẻ được 5 đồng, 10 đồng thì là cũng đã tốt lắm rồi, mà tại sao bây giờ nó giá nó rẻ như thế luôn á. Kem mình là loại 120 gói giống, nó giống loại này luôn đấy, nhưng mà cái dòng này á là bắt đầu nó cải tiến cái phiên bản lên rồi. Còn nếu mà nói về cái kem bàn là đấy thì nó vẫn là cái kem đó, nó vẫn là cái kem bịch đó. Lên đông trùng hạ thảo đi chị. Ok, chị về Thạch Nghệ chưa? Chuyến tới là về là nhận được Thạch Nghệ đó, chuyến tới là có Thạch Nghệ đó. Thạch Nghệ cũng của nội địa, hàng nội địa của Hàn hết luôn nha. Tại sao mà Hà cứ bán những cái Thạch Nghệ đấy, mọi người nhìn thấy á, Hà ta bán toàn là cái đồ mà nó ấy không à. Cho nên là Hà về một cái là Hà ý ới lên liền à. Hà biết mà mọi người chờ là Hà ý ới dữ lắm. Đây, nước đông trùng hạ thảo đây.